các bạn hỏi tôi về thông số của cây dên và cái của rim cũng như là xe rim thì sổ được cái lớn nhất là bao nhiêu. Thì trước tiên nói về cây dên rim thì đây là chiếc rim đang giật cái lòng ra để đi. Thì thông số cây dên thì rim 100 là cây dên của nó có khoảng chạy là 49,5 ly. Thì hiện giờ là cây dên này đang tôi đang quay cho nó xuống hết nè. Giờ là nó bắt đầu đi ra thì chúng ta sẽ thấy cái khoảng chạy của trái bê tông này đi lên thì nếu chúng ta đánh dấu ở đây chúng ta đánh dấu một cái dấu ở đây thì chúng ta quay lên thì chúng ta sẽ thấy là khi nó đi lên hết tức là không lên được nữa, nó chuẩn bị đút lại á, thì cái khoảng cách từ cái chỗ đánh dấu hồi nãy tới khoảng cách này nó là 49,5 ly. Thì đây là cây dên nhỏ. Còn nếu như đây là xe 110 thì cây dên khoảng chạy của bê tông nó tới 55,6 ly. Đó là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì cái trái bê tông nó bao nhiêu ly. Trái bê tông của nó đó thì chúng ta đo cái đường kính trái bê tông này đây. Đây thì chúng ta sẽ thấy đây là cái trái 50 ly các bạn, trái ớt tân đa 50 ly khi nào xoáy thì sẽ lên code. Còn hiện tại là nó đang là zin 50 ly. Và cũng tương tự như quay alpha thì cây dên cũng như trái bê tông của rim và quay alpha đều là một. Nếu động cơ khác nhau là hình thức của những cái cạc te bên ngoài. Rồi trở lại câu hỏi là trái bê tông này xoáy lớn nhất là được bao nhiêu. Thì vì động cơ cũng giống như quay alpha, do đó chúng ta có thể kiểm tra tâm của xi lanh. Thì hai cái ti này, tức là hai cây gu rông này, thợ máy thì kêu gu rông, hoặc là cái từ ngoài Hà Nội thì kêu là bít cấy. Cái ti này nó vẫn là 63 ly y như là cái xe quay alpha. Thì như vậy là nếu không dời ti đi thì người ta có thể xấy trái lớn nhất là chưa đụng tới mấy cái cây gu rông này thì nó là dưới 63 ly. Và cũng tương tự như vậy thì cái lỗ ở trong cái lốc này, cái lỗ mà trái bê tông nó lọt vào đó, thì lỗ này cũng là 56 ly y như quay alpha. Thì cái trái mà khi nó cái khi nó trở về đó thì nó phải nó phải lọt được vô trong cái vị trí này xuống hết thì nó lọt vào khoảng nửa cái cây ắc. Và như vậy trái bê tông mà xoáy lớn bao nhiêu nữa mà không móc lốc á thì nó phải dưới cái đường kính 56 ly của cái lốc này. Chưa kể là trong cái lòng sơ mi thì nó có một phần gờ chìa ra là để dẫn hướng cho trái bê tông nó đi thẳng, nó không bị lắc. Thì như vậy trái bê tông mà phổ thông mà dân độ xe là có thể độ được trái lớn nhất là trái max 54 ly. Còn nếu mà muốn sổ trái lớn hơn nữa đó thì phải móc lốc, và nếu trái lớn hơn 58 ly thì phải dời 4 cây gu rông này xa ra. Chúng ta thấy là cũng có một số vấn đề. Ở chúng ta thấy cái trái ở tăng đa tuy nó rất là rộng rãi trong 4 cây gu rông nhưng mà không phải là muốn sổ trái lớn bao nhiêu thì sổ, thì cái đó nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thì khi độ xe đó thì rim hoặc là quay alpha đều đang đi cây dên nhỏ, tức là cây dên 49,5 ly và đều trái ở tăng đa 50 ly. Thì muốn xe độ mạnh thì người ta phải sổ trái và đôn dên. Sổ trái là làm cái trái là lớn hơn nè. Và đôn dên thì ở đây thì thường người ta không đôn dên mà người ta sẽ thay cái dên lớn, vì cái dên lớn là nó chế tạo sẵn là rất chính xác, có thể là lấy dên của feature đời đầu, feature 110 hoặc là dên 110 của Đài Loan xài cũng tốt. Yes. Những bạn nào mà muốn gắn cái bình Senta 175, tức là bình xe độ lớn á, thì
Nếu mà mình không có sổ trái lớn mà không đôn dên thì như vậy là cái bình Santa 1.5 nó gió nó vô nhiều quá, mà trong khi cái lòng thì vẫn giữ 100cc á, thì cái sức nó không có lên được bao nhiêu hết. Do đó đó thì gắn cái bình xe độ lớn á, bình trái ga 28 ly như là bình Santa 1.5 á, thì ưu tiên là mình phải gắn cho những cái xe là có sổ trái lớn và đôn dên. Còn nếu xe mình giữ zin á, thì có lẽ mình nên gắn cái bình Santa 150 trở xuống thôi, là chạy là cũng nhẹ lắm rồi. Trước mắt các bạn là hai cái công lê bình xăng con. Cái bên tay trái đây là cái bình xăng con của rim zin Estanda, và bên tay phải đây là bình xăng con Santa 175 dành cho xe độ. Thì có nhiều bạn hỏi tôi, tức là cái bình Santa 175 gắn vào chiếc rim zin 97 phân khối đó được không? Thì chúng ta so sánh thực tế, tức là cái bình, chúng ta trở lại vấn đề là cái bình rim mà gắn trong cái xe của xe rim của Nhật thiết kế đó, tức là cái bình nó chỉ nhỏ thế này thôi, cái co xăng nó cũng nhỏ. Trái ga trong cái bình xăng này thì nó cũng rất là khiêm tốn, tức là trái ga rim ở Tăng Đa nó là 15 ly. Và còn bình Santa 175 á, đây là bình xăng con xe độ, trái ga rất là lớn, tức là trái ga 28 ly, tương đương như cái bình Cayhin BN 8 ly của Nhật. Đây, trái ga lớn 28 ly đây. Chúng ta có thể so sánh hai cái lòng xi lanh khi để gần nhau, cái rất lớn, cái nhỏ, cũng như hai quả ga. Đây quả ga bên tay trái là quả ga rim, đây quả ga bên tay phải, đây quả ga 28 ly của bình Santa 175. Thế thì nếu chúng ta đem gắn cái bình Santa 175 vào chiếc xe rim zin thì chạy được không? Thì chạy cũng được, nhưng mà thứ nhất là phải canh lại cái bé chính, cái thứ hai nữa là nó chỉ nhẹ xe hơn một tí thôi, chứ còn thực ra không có lên phân khối thì cái công suất máy của nó cũng không có tăng lên. Thì chúng ta gắn cái Santa 175 này vào cái xe rim mà để nguyên như vậy á, thì nó chạy không có đúng cái sức của cái bình Santa 175. Giống như là người ta hay nói cái câu là giết gà thì không có dùng dao mổ trâu. Thì thường như vậy Santa 175 gắn vào rim là độ. Chúng ta có thể, đây là cái trái bích tông 50 ly Estanda, tức là zin của xe rim. Và trái, đây là một trái bích tông độ, tức là trái này là 54 ly rưỡi. Chúng ta thấy là hai trái nó cũng lớn nhỏ nhau khá nhiều. Thì cái trái lớn, tức là xi lanh lớn, thì nó cần một cái lượng hòa khí xăng gió vào nhiều hơn là cái trái Estanda. Thì khi đó là cái bình Santa 175 nó mới có đất dụng vỏ. Chứ còn mình để một cái xe mà để nguyên thủy 100 phân khối, rim 100 phân khối mà gắn cái bình 175 vào á, thì chạy nó, mình chỉ dặn ga nó giọt hơn chút thôi, rồi sau đó là nó vẫn như bình thường, thì như vậy chạy nó cũng không có được thích lắm. Đây là bình Santa 175 đã gắn hoàn chỉnh vào trong xe. Đây là cái chiếc rim thái zin từ đầu tới chân, rồi bình xăng con cũng zin luôn. Thì chúng ta thấy bình xăng con rất là khiêm tốn. Tóm lại là bình xăng con Santa xe độ 175 là bình xăng con tăng tốc cực mạnh và rất thích hợp để lắp cho những cái xe đôn dên xoáy lòng, tức là tăng phân khối xi lanh lên càng lớn thì bình xăng con Santa 1.5 càng phát huy hết cái uy lực, cái sức mạnh của mình. Thân ái chào các bạn.